tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên, Hà Nội bị hai anh em 12 tuổi và 16 tuổi đánh đến chết não sau mâu thuẫn ở sân bóng rổ khiến dư luận phẫn nộ. Đáng nói, theo người chứng kiến, bố của hai thiếu niên hành hung nạn nhân cũng có mặt nhưng không can ngăn hành vi bạo lực của con trẻ dẫn đến hậu quả đau lòng. Bình luận về sự việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng khi tiếp cận thông tin vụ nam sinh bị đánh chết não thì bất kỳ phụ huynh nào cũng bàng hoàng, lo lắng cho sự an nguy của con em mình và thương nạn nhân. Đánh hội đồng một học sinh lớp 8 đến mức nạn nhân chết não không còn có khả năng kháng cự và rơi vào tình trạng sống thực vật là hành vi rất man dợ, tàn nhẫn. Họ đánh đập một cách tàn bạo không khác gì đánh kẻ thù, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Ông Cường nhấn mạnh, sự việc này gây hoang mang trong dư luận, gây ra hệ lụy lâu dài đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẵn sàng tham gia để hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ông Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ danh tính của các đối tượng và xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy kẻ đánh học sinh lớp 8 này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, theo điều 12 Bộ luật hình sự sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra. Nếu các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả được xác định là rất nghiêm trọng Cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ mục đích đánh người có nhằm mục đích là để sát hại nạn nhân hay không, hành vi có thể dẫn đến chết người hay không. Đây là căn cứ để xác định hành vi này sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng có mục đích sát hại nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến nạn nhân tử vong, các đối tượng này nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời thì sẽ xử lý các đối tượng về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự và hướng dẫn tại Án lệ số 47 năm 2021 AL. Hình phạt trong trường hợp này có thể là tù trung thân, tử hình đối với các đối tượng phạm tội đã đủ 18 tuổi và có thể tới 18 năm tù đối với các đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Nếu kết quả xác minh các đối tượng này không nhận thức được hành vi của mình, có thể dẫn đến chết người, không có mục đích sát hại nạn nhân và hành vi không dẫn đến chết người thì các đối tượng này chỉ có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự. Trong vụ việc này, độ tuổi của các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân, nguyên nhân sự việc diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân là những vấn đề quan trọng để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không. Nếu xử lý thì sẽ xử lý về tội danh gì? Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 tên NHD 14 tuổi, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị đánh dẫn đến chết não, ngày 25 tháng 3 qua trao đổi chị L, mẹ cháu D cho biết, gia đình chị đang làm thủ tục để đưa cháu D về nhà cháu đã chết não hơn một tuần. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã cố gắng hết sức, nhưng do cháu bị quá nặng. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi xác định là đã mất con rồi. Chị lờ nói với giọng rưng rưng. Chị lờ cho biết sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chú đáo rồi mới tính đến những việc khác. Mong muốn của gia đình chị lờ là những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo chỉ huy công an quận Long Biên, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Trước đó, theo phản ánh của chị L, vào ngày 17 tháng 3, con trai chị là cháu D, 14 tuổi, học lớp 8 trường trung học cơ sở Việt Hưng, chơi bóng rổ tại Sơn Đình, Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tại đây, D mâu thuẫn với cháu K, 12 tuổi. Chị L cho biết cháu K đã gọi anh trai 16 tuổi và bố ra, sau đó ca và anh trai ca đánh cháu D, khiến D bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua hai lần phẫu thuật. Do cháu D bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội, người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, thông tin... Trong chiều 25 tháng 3, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu D về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, duy trì thở máy cho cháu. Cháu đã chết não hơn một tuần. Việc đưa cháu D về Bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện 108 cũng nhận định cháu D hồi sinh là khó có thể. Theo luật sư, trong ngày 26 tháng 3, gia đình cháu sẽ đưa cháu D về Bệnh viện tỉnh. Ngày 27 tháng 3, liên quan đến sự việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai. Bước đầu, giấy báo tử nêu nguyên nhân tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngừng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngừng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành triệu tập anh Vũ Minh Đức đến trụ sở làm việc liên quan vụ án gây dối trật tự công cộng đã khởi tố trước đó. Sau đó, anh Đức cùng một người bạn đến cơ quan điều tra và làm việc với điều tra viên Lưu Quang Trung. Đến 13 giờ 24 phút ngày 22 tháng 3, anh Đức ngất xỉu nên điều tra viên Nguyễn Trường Minh, Lưu Quang Trung và một cán bộ công an thực tập đưa lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Long Thành. Sau đó, anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ chiều, đại úy Thái Thanh Thương thông báo cho chị NTTP, vợ anh Đức, việc chồng chị bị ngất xỉu. Đến 23 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 3, anh Đức tử vong tại bệnh viện trợ rẫy. Ngày 23 tháng 3, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân tử vong của anh Đức. Đồng thời phối hợp với Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Mới đây, một lãnh đạo huyện trợ gạo tỉnh Tiên Giang xác nhận tối ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An đã điều khiển xe máy trong người có nồng độ cồn rồi xảy ra va chạm với một xe máy khác khiến người điều khiển xe máy kia bị thương phải đi bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 3, em Châu Thị Ngọc M, 22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, điều khiển xe máy mang biển số 63B480437, lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, tông trực diện làm em M bị té ngã, phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, chây sức tay chân. Ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50 mét. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết, ông Nguyễn Bá Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, công an xã Mỹ Tịnh An và công an huyện trợ gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là. 301mg trên 100ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định. Với vi phạm này, công an sẽ xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông là 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ông Nguyễn Văn Năm, bí thư đảng ủy xã Mỹ Tịnh An cho biết, lãnh đạo xã có nghe nói qua vụ này và đang chờ anh em báo cáo cụ thể như thế nào. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hồng Hữu, bí thư huyện ủy chợ gạo, lãnh đạo huyện ủy đã nắm được thông tin và cho xác minh vụ việc cụ thể quan điểm của huyện ủy là xử lý nghiêm cán bộ theo mức độ vi phạm